Hello cả nhà, hôm nay mình đang qua chị và hai vợ chồng người cháu chơi. Luôn tiện đây mình muốn quay phim để mời cả nhà mình xem coi khu vườn mùa thu ở Mỹ có những cái cây trái gì ha. Mời cả nhà xem cho vui nha. Đây là chậu đông trùng hạ thảo nè cả nhà. Cây này là cây plum nè cả nhà, hay còn gọi là cây mận ha. Và cạnh bên là cây mãng cầu. Đây là cây chanh móng tay ha. Mới nhìn mình tưởng cây kim quýt nhưng mà thật ra là chanh đó cả nhà. Mình cắt ra thì bên trong nó có hột rời rời rất là đẹp nha, ăn rất là ngon. Cũng có trái rồi nè cả nhà. Đây là cây mai vàng của Mỹ nè cả nhà, nhìn nó tựa tựa giống như mai vàng Việt Nam ha. Kế bên thì có cây quýt ngọt cả nhà. Quýt này nó nhỏ nhỏ nhưng mà ăn rất là ngọt nha, và trái sai. Mình trồng phong thủy rất là tốt nè. Và xung quanh đây thì cũng có mấy cái cây Việt quất nè cả nhà. Blueberry đó. Và có một cái cây này mình rất là mê nè cả nhà. Mình sẽ đi tìm và mua một cây để mình trồng. Đó là cây tắc tròn. Nhà mình có trồng cây tắc dài nhưng mà mình thích tắc tròn hơn. Tại vì tắc tròn mình làm nước mắm hay là mình quậy nước uống cũng rất là ngon cả nhà. Rất là thơm mà nhiều nước nha. Hồi xưa Việt Nam ba mình có trồng mấy loại tắc tròn như vậy ăn rất là ngon. Khi mình cần làm nước mắm hay trộn gỏi mình cứ chạy ra ngoài cây mình hái vài trái vô thì mình có ngay nước rất là nhiều nè cả nhà. Đó, cây nhỏ mà trái ghê không? Mê ha.
Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã xem video ủng hộ mình nha. Chúc cả nhà luôn được nhiều sức khỏe, bình an, và hẹn gặp lại với cả nhà video tiếp theo. Bye bye.